yêu nhanh cưới dội, Chung Hưng Đồng khiến nhiều người bất thần khi quyết định lên xe qua với y sĩ điển trai soàn xỉn tuổi lại hô quốc. Tuy nhiên, sau khi cả hai đăng ký kết duyên và tổ chức hôn lễ ngừng xuôi, những tin đồn liên quan đến việc cặp đôi gặp gỡ trục trặc liên tiếp râm ran trên các mặt báo. Truyền thông Hồng Kông đưa tin, giờ đây Chung Hưng Đồng rất lo kinh khủng ông thôn mình quá đào hoa, cộng thêm tình sử phong phú trong quá khứ của Lại Hô Quốc nên thành viên nhóm Queen càng bất an. Cô mở màn có động thái kè kè bên ông thôn giống như quản lý chồng, khối lượng công việc cũng giảm bớt. Trước đây vì một người ở Đài Loan, một người ở Hồng Kông, gần ít xa nhiều nên tình cảm bị ảnh hưởng. Netizen xứ Trung còn cho rằng Chung Hưng Đồng không muốn những can đan như vụ chồng cô bị tấu ngoại tình với hốt di mực cũng nên mới hành động như vậy. Chung Hưng Đồng và ông thôn hình thành tay sân bay. Hiện tại, nguồn tin còn cho biết thêm, Chung Hưng Đồng cũng đang rất mong mỏi sớm mang thai trong thời gian tới. Trước đây, Chung Hưng Đồng thẳng thắn thừa nhận cô và ông thôn có mâu thuẫn với nhau bởi lúc cô ốm đau thì chồng lại vô miệng đi chơi, chụp hình cùng gamer thủ khác giới. Mỹ nhân họ Chung cũng tiết lộ rằng cô không sinh con trong năm 2019 bởi lý do kinh khủng con khác tuổi bố sẽ không nghe lời nên chuyển kế hoạch bầu bí vào thời gian sau. Nguồn Weibo.